Alo alo, xin chào tất cả các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt Emo của mình. Nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh YouTube của mình, hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất nha các bạn. Rồi, hôm nay mình làm video này các bạn để giới thiệu cho các bạn một cái fanpage hay rất là cập nhật tin tức mới về B Network cho các bạn nha. Và mình thấy trên các group của Việt Nam cũng hay lấy những thông tin từ cái trang này nên mình giới thiệu cho các bạn để các bạn rảnh rảnh thì vào xem nha các bạn nhé để mình có cái thông tin hơn về bây nha đây cái trang này hình như là của người Hàn Quốc thì phải các bạn lên Facebook các bạn sợ kiểu quật quay quay nha các bạn nha đây cái trang này nè quật quay Bitcoin info nè đó thì mình hay thấy những bài Việt Nam thì các bạn hình như cũng lấy ở đây ha thì không biết là có phải chính xác như vậy hay không nhưng mình thấy đường đa số là giống giống ở đây cho nên là mình giới thiệu các bạn ha còn nếu không phải thì thôi các bạn nha không sao nha để mình giới thiệu cho các bạn để các bạn có thể cập nhật thông tin rất là nhiều rồi thì ở đây cái trang này nó cũng vô đây các bạn vô đây ha nó cập nhật rất là nhiều thông tin Seoul Hàn Quốc các bạn đúng rồi nè trang này ở Hàn Quốc rồi đó nó đưa rất là nhiều tin tức thì các bạn có thể xem ha. Đó nó cập nhật cả cái cái về RDBE nữa các bạn. Cái cái luật gì ở châu Âu đó. Ha. Đó nó cũng đưa cái tin về cái việc mà hội nghị Trung Quốc ngày hôm qua mình làm video cho các bạn xem đó. Và điều quan trọng hôm nay thì mình lại giới thiệu cho các bạn Có một cái bài viết của nó rất là hay. Đây, nó nói là việc là các quản trị viên nói rằng bi sẽ không rẻ và sẽ rất hữu ích trong tương lai. Các bạn có thể đọc để mình có thông tin hơn về bi cũng như là có động lực hơn trong việc là bấm t xét mỗi ngày nha các bạn nha. Thì chúng ta hãy xem bài viết là như thế nào nha các bạn nha. Đây, giá trị giá của bi được phản ánh theo chiều cách, theo nhiều cách. Một số người bạn cho rằng bi có thể rất thấp ban đầu vì số lượng bi rất lớn so với những thông thường khác cùng loại nói chung là mình nghĩ tổng khối lượng trong lĩnh vực này càng cao thì giá trị sẽ càng thấp tỷ lệ thuận đây là phép tính đến từ việc không hiểu bi và từ suy nghĩ đơn giản <laughs> có nghĩa là các bạn nghĩ với bitcoin ít thì giá cao kiểu vậy mà cái nào ít thì giá cao kiểu vậy từ xưa giờ mình có cái suy nghĩ đó thì những bi nó không phải vậy tuy nhiên những người tiên phong có sự đồng cảm cao với bi không nghĩ như vậy bởi vì cơ chế phát hành hiện tại không rõ ràng. Nhóm người dùng trên bi là nhóm lớn nhất thế giới và đủ suy giảm. Nhận thức của bi là rất cao. Và test cơ bản ở đó. Bi nên đạt được độ cao rất cao sau mạng chính. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ có giá trị trung bình và không đủ cao để đe dọa các doanh nghiệp nhưng chắc chắn nó sẽ không rẻ vì Bi sẽ rất hữu ích trong tương lai. Quản lý nói Bi sẽ không quá thấp. Đây là tóm tắt nhanh về những gì có sẵn trong tương lai và một vài điều mà chúng ta đều biết. Một Baxter, tôi muốn nói thêm về điều này. Bi hiện có nhiều trung tâm thương mại sinh thái. Về cơ bản, tất cả các vùng đều được xây dựng có hơn chục trung tâm thương mại cắt tóc ở khu vực Trung Quốc, có hàng trăm công ty trung tâm thương mại lớn nhỏ ở các quốc gia khác. Điều này vẫn còn trước khi mạng chính và sẽ còn nhiều hơn trong tương lai. Có nghĩa là cái cái hệ sinh thái của Bi nó khủng lắm các bạn, kiểu vậy đó. Hai, thế giới Meta, Metaverse và Facebook, một trong những khái niệm hot nhất mấy ngày nay cũng đã được đổi tên thành Vũ trụ Meta là một vũ trụ ảo vượt qua thực tế. Hãy tưởng tượng, đầu tiên, chúng ta đeo tai nghe kính VR, giao diện máy tính não và các thiết bị khác và sau đó ý thức của chúng ta được truyền vào thế giới ảo. Trong thế giới ảo này, chúng ta có thể tùy chỉnh hình ảnh, chiều cao, loại cơ thể và ngoại hình của chúng ta. Bạn sẽ cảm thấy như bạn đang ở trong đó, thị giác, thính giác, chạm và khứu giác đều gần giống hệt với thế giới thực tế. Trong thế giới ảo này, chúng ta có thể thực hiện các loạt các loại hoạt động khác nhau, bao gồm giải trí và giải trí, trò chơi, mua sắm, ăn uống, khiêu vũ và hơn thế nữa. Bạn cũng có thể làm việc, đàm phán kinh doanh, vui chơi và thậm chí làm những điều không đạt được trong thế giới thực. Bạn có thể bay, dịch chuyển, vân vân. Đây là một khu vực sẽ được bao phủ trong một sinh thái bi trong tương lai. Thực tế, bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu với bi eco. 3. NFTs. Không cần nói về điều này, thế giới metaverse và NFT có liên kết một cách lạ thường. 4. Trò chơi, phúc lợi công cộng, mạng xã hội, giải trí vân vân, có thể bao gồm tất cả bởi vì phân khúc này sẽ xuất hiện trong hệ sinh thái trong tương lai. Tôi nghĩ rằng khả năng cho nơi bi có thể được sử dụng trong tương lai là vô tận. Nó vẫn chỉ là một ví dụ. Tất cả những điều này sẽ trở thành hiện thực của chúng ta từng người một sau Mainnet sắp tới. Giá trị của Bi sẽ không bao giờ giảm xuống. Đó. Cái này à, khủng chưa các bạn? thả à, các bài viết này nó nó nói là Bi rồi rất là giá trị đúng không? Và không bao giờ giảm xuống. Ha. À. Rất là hay. Đó, à, cho nên là mình... À, là muốn đem cái động lực cho bạn nhiều hơn để các bạn được tích lũy nhiều bi cho các bạn nha đừng có quên bấm thi xét mỗi ngày hãy siêng năng bấm đi các bạn chỉ có những người mà ăn không ngồi rồi mà kiểu như dạng là chán đời không bấm thôi chứ thật sự nó bấm một cái đâu có nặng nề đâu các bạn bấm là khôi cứ muốn ăn liền thôi thì không có không có làm nổi thôi. muốn ăn liền không ăn được thì tức tức thì bỏ không làm thôi chứ còn thật sự mà người ta là một cái cái, cái kế hoạch lớn mà các bạn ông bi là một cái một cái dự án lớn mà nó phải từ từ nó thành công vì nó phải vững chắc nó mới ngon được không chưa gì hết là là mới có đăng ký bi được có được có mấy bi có năm bao bi đem lên bán các bạn làm cái chuyện mắc cười quá không đừng có làm cái trò đó bán ai mà mua bi nó phải có giá trị một cái lúc nào đó chứ đâu phải là cứ cứ hả là đăng ký lên cái đâu được hai ba ngày cái bán làm như người ta chửi đó Đơn giản như vậy thôi các bạn nha Rồi ai chưa đăng ký bi thì hãy vào mô tả video của mình ha, Sau đó bấm vào uh, Có video hướng dẫn luôn ha Các bạn hãy ủng hộ bằng cách sử dụng mã giới thiệu Picasso nha các bạn Cài app vô trên Android hoặc là iOS Và sử dụng mã giới thiệu Picasso nè Về team của mình để mình sẽ hướng dẫn các bạn nha các bạn Rồi Nếu có gì không hiểu thì các bạn có thể bình luận cái video nha Hoặc là cái truy cập vào cái trang này đó mình vậy đó Workwise Bitcoin info á để mà xem nhiều thông tin mới hơn nữa nha. Rồi à, chúc các bạn đào được nhiều wei nha và đừng quên bấm vào nút đăng ký trên kênh youtube của mình sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất nha các bạn. Rồi chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.